đồ. Ok đấy. Kéo cái ngửa cho nó ngửa lên cho nó mệt. Không cho nó, không cho nó xuống nước, cứ kéo lên cho nó, kéo lên ngửa mồi đấy. Đấy đúng rồi, thế, đúng rồi, cho nó ngửa mồi cho nó mệt. Đấy đúng rồi, kéo thế, quay lên kia đấy. Ôi, queo, to bát điện luôn. Đấy, cứ kéo con mồm ngửa lên, xong lại sao lại nhả xuống. Kéo lên, dâng lên. Đấy, xong lại nhả xuống. Đấy. Thì nó mệt, nó tính nhanh mệt. Đó, kéo mình cứ lên thôi. Phải không? Quay to bãi luyện luôn. Bây giờ phải lấy đồ để kéo lên. Đồ gì được đấy gì? Con này kiểu gì cũng dính đo, nó không ấy đâu, bây giờ phải tìm chỗ. Cái gậy nó cái gì đu để tìm chỗ. Vâng, nó khó nhỉ. Kiếm cái gậy cái gì để đập. Đừng cho nó vào ấy. Lấy cái cần của em, kéo được. Không lấy một cái móc nữa, móc vào người đó là kéo. Cứ nhảy cho nó. Ui, kéo bớt nữa. Đưa lên. Không nó bia tầm này nó sắp vời nữa đấy. Lấy cái cần của em. Đấy, móc lưỡi ba mà. Anh em cây tươi lên. Cây tươi lên. Vâng, sau đó đây là chủ kênh YouTube đang câu cá. Đâu lưỡi đâu. Này không phun nó sắp ra rồi, lưỡi cái này còn chưa lên. Đấy tứ. Vâng, đây là cái khâu chuẩn bị tiếp theo để chuẩn bị. Đấy tí chuẩn bị kéo đâu. Nó ngửa nó kia rồi, bây giờ là nó ngã mồm, bây giờ vật bồm nó. Mắc mồm nó. Em dính mắc mồm nó, gào lên kia đây. Hai cần thủ luôn. Nhanh lên không lấy hết, không quánh sắp đúng rồi. Quánh bây giờ chỉ cầm chừng thôi. Giật mạnh là mồm nó ấy. Còn đứa nào to hơn không? Đứa nào to hơn được không? Chờ tí đang có. Được chưa? Hất lại mồm nó ấy. Ui, chẳng lại hất kiểu gì ấy. Hất đá bằng người quá. Sắp đúng rồi. Hất vào đâu giờ? Nhanh, con này yếu bây giờ. Bây giờ mình cái móc mà có cái móc ngọn ấy để cho cổ móc này là xong thôi. Là kéo lên. Mẹ nó còn mắc ở đây nữa. Đâu rồi, thằng nào không kiếm được móc à? Cái móc mà dài tí là móc vào cái cổ họng nó xong là kéo lên. Con này làm được con này lên là lấy hay đấy. Đúng con Tiến nó không cái đâu, bây giờ nó mắc chặt rồi, nó dính chặt rồi. Lại mắc chặt rồi. Nó chặt rồi, bây giờ nó bám chặt cả hai đứa. Nhưng mà cái cần này của em nhấc được lên luôn. Nhấc lên không? Cái ghế mẹ cần đấy. Không, cần của em nhấc được. Quan trọng con này mấy cân anh này? Con này phải tầm độ khoảng 3 cân gì đấy. Cần của em nhấc được thoải mái luôn. Chờ tí để cộng tác. Đúng rồi, phải kiếm móc. Ba ông móc thật lên cần của em nhấc được luôn. Đúng, bây giờ mình phải ngặn người nó đi. Làm mồm cái mồm ấy. Mồm nó chưa móc xuống. Cái mà cho gần thôi, mình đừng có xa là cứ không có đâu, đúng không? Gần nào. Dắt. Nó còn mồm nói, Từ bình tĩnh nhá. Anh chị anh quay mồm thì một. Rút, đúng rồi đấy, đúng rồi. Đừng ép họ, đừng có trong thuyền nữa. À, từ nhá. Cái đuôi. Từ. Ôi trời. Bắn vào. Dư thì có vật rá đấy. Bây giờ hay mà cuốn được. Mắc con mẹ vào cần kìa. Có xuống hai cả đấy nhá. Từ từ. Sợ nó bung đấy. Từ bình tĩnh nhá, đừng lưới. Cái đó cần dính vào rồi. Rồi bây giờ nhá, hai anh em, hôm nay mày phải kéo sát cứ xuống. Cắt sát cứ xuống. Đưa đây thằng Tuyền cầm cái này đưa đây anh móc vào cho. Cái video được không anh trai? Tuyền cho rõ tay tí không ấy nhá. Đây, từ từ đấy cái móc này vào phát nữa. Đâu xong chưa? Để là kéo lên nào. Chỉnh nó lại đây chứ coi. Từ từ. Đứa ông vội làm gì, từ từ đấy tôi lựa. Đây ông mắc người ăn. Tầm này là kéo lên được cổ đấy, nhưng mà mỗi tội là bây giờ phải có ông nữa. Không, mình phải lựa từ từ đấy. Thằng này cứ bóc vào đây này. Từ từ. Kéo cao ra tí. Ba cao thủ câu cá. Ba cao thủ để câu một con cá. Tuyệt vời. Cái lưỡi này mẹ tự nhiên rút vào đây. Ông đẩy ra ngoài chứ, đừng có vội cái từ. Lưỡi của ông dính vào đâu đấy? Dính ngay ông ngoáng mẹ tay nó dính lung tung vào đây đấy. Rồi bây giờ. Nhanh đây không nó bám. Bây giờ tôi cứ biết tuyến cho. Không việc gì đâu. Tuyến đây. Nó cứ sát à? Cuốn sát cứu à? Không, bây giờ đẩy ra ngoài đây tôi móc thằng này phát đã. Còn sao cứ anh kéo phát lên bờ luôn. Đừng bình tĩnh. Đi nhá. Tôi giữ phát từ cổ ạ. Rồi. Từ cổ. Đuổi. Đâu đấy? Em lấy phần đuôi nói. Từ đang lựa đây. Ui. Cố lên. Tôi lui ra tí cho ông nhá. Cho lui ra tí cho thông thoáng này tôi giật. Con này hết hơi rồi, bây giờ không có sức mà giật nữa. Mà gì chắn lắm, từ từ đấy, đưa được cả lại kéo lên. Rồi bình tĩnh. Ôi, sợ đứt mẹ. Mày cuốn xuống một lối nữa, cuốn thêm một lối nữa. Cuốn sát sát kia. Đấy xích cho tí nào. Đấy xích cho con cá ra ngoài. Cuốn sát sát cá rồi. Đấy mới đứt cả đây. Đây là con, để anh móc đi. Móc vào chưa? Móc vào chưa. Có chưa là 2-3 kéo à? 2-3 kéo cầm cước. Cầm cước vào, cầm cước lên, cầm mạnh lên. Xong, đứt luôn. Từ từ. Một cái cứ đứt rồi. Yếu quá. Đứt rồi. Lấy luôn cái đấy. Bây giờ phải lấy cái trục nào ấy chứ. Bây giờ con này của anh là dính vào đây rồi, không ra rồi, nhưng mà vấn đề là con này nặng quá, cứ cái không trụ được. Nặng không trụ đâu. Không có cước nào ha. Không có cái ông đấy ra tôi móc con này vào, thắt lại con này. Rồi, đúng rồi đấy. Bây giờ ông phải cho cái đầu lưỡi của ông ấy quấn sát cước vào. Quấn hết cước vào đấy, cuộn cho nó không trụ. Cầm tay em. cầm tay điện thoại nhá. Đây. Đúng rồi. Rồi. Bắt đấy. Giờ có cho bạn đây đâu. Cho anh vào không dễ mất. Cun. Rồi, từ từ nhá. Bắt đi. Bình tĩnh. Ui, đi chạm. Quá đẳng cấp luôn. Đi lên. Cho bi. Lấy bi ra đi. Cho bi anh. Còn 3 cân đấy nhỉ. Con thả câu ra đi em, không có móc vào tay. Cứ thả ra đi, con lấy. Ông gỡ tôi cái này này. Cái tên là dưới sống. Tôi bóng đúng. Cái này ra thì lâu đâu được. Rồi ông lơi từng con một cây đất ra để tôi lấy cái của tôi. Mày đã mất cước kìa. Đẳng cấp chưa? Mày thấy anh Toàn đẳng cấp chưa? Ui con này. Cười tối lên đi. Chẳng có. Quá đẳng cấp. Tay tiền dòng một lúc hồi nó chết. Thôi đi về thế đủ. 60. Con này 60 phân. Con đo lại không? Ôi trời. Túi đâu? Bỏ vào đi. Cho túi đi cả. Túi đâu? Cho túi đi cả trước đi về. Quá thoải mái rồi. Đây cho cái này trước. Xong đút vào ba nổ. Lỗ nho rồi. tiên chơi máy này lỗ lặp qua lỗ hơn man à, hết cái số 4C thì hết một man đi rồi, xong lại đầu tư thêm 6C nữa là 2,6 này mà không thấy nổ gì cả, nổ vỡ quả chán quá. Mà nó cũng sẽ chưa là chuông của nó nhả tận mười mấy điểm luôn. Chưa chơi bài này bao giờ, chơi lần đầu chơi khó quá. Vừa thì nó lổ cho treo vào đây mới lổ được 17. Và bây giờ mãn thì lổ rồi à. Hôm nay Tuấn lặng rồi. Đánh nốt 2C nữa không lổ bố suy nghĩ. Không đánh nữa, đánh cái máy này mình không hiểu, đánh là thua thôi. Anh em nào biết thì chỉ đúng nhá. Tổng là thua mất 2,6 à. Mấy cái máy kia mới chẳng biết gì cả. Con gấu à, 1, 2, 3, 4 con gấu à. Đó. Này là 3,7 100% rồi, 2,6 rồi đấy. Hay quá. Ôi lổ vài quả để gỡ tiền nào, hôm nay thua lặng quá. Đùa. Đùa nhau à? Ôi mày quá đi. Lỗ tầm khoảng 5 quả là anh nghe gỡ được nửa tiền. 09 này. Có một cái xèng máy nốt. Còn có mấy phút đây. Nào cố lên. thua rồi. Cố nào. Cho đốt 50 xèng nó vào. Lỗ quả nữa là gỡ được man đấy. Về. Hết giờ. Đó, hôm nay đầu tư ba man đấy. Còn cái này. Ba man mà gỡ được một man còn thua hai man. Thôi một man đấy, một man xèng để lại không chơi nữa. Mai thì gỡ sau. Coi như hôm nay thua mất hai man. Đen vãi, chơi cái máy mới chơi khó thật. Nó hút tận hơn man. Mình không chơi quen nên là thua. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Thôi thua nhưng mà gỡ được man là được rồi. Hơn sên sàng. Hôm nay đi chơi hơi đen.